Cũng trên địa bàn thành phố Hà Nội, một sự việc có thể được coi là hy hữu vừa xảy ra khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai, quận Hoàng Mai vừa ký quyết định xử phạt hành chính số tiền 2 triệu đồng đối với hành vi không đeo khẩu trang. Người bị xử lý vi phạm là ông Nguyễn Bách Lợi, Bí thư Đảng ủy phường Tân Mai. Quyết định trên đã nhận được sự đồng tình và đánh giá cao từ phía đông đảo người dân. Đây là khu vực chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, nơi ông Nguyễn Bách Lợi, Bí thư Đảng ủy phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, người bị người dân chụp hình phản ánh đến lực lượng chức năng về hành vi không đeo khẩu trang vào chiều ngày 7 tháng 8 vừa qua. Nhiều người dân cho rằng việc Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với ông Lợi là cần thiết, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai họ đã khá là dũng cảm, bởi vì chúng ta đã biết là cái việc mà xử phạt người dân vi phạm các quy định phòng chống dịch trong khoảng thời gian này đó là một chuyện cũng đã xảy ra khá nhiều rồi. Tuy nhiên khi mà những cán bộ ở các địa phương, ví dụ như là phường, xã mà bị xử phạt mà lại được nêu tên lên như vậy và chính người xử phạt lại là một trong những cán bộ cấp cao của phường Tân Mai thì tôi cho rằng đây là một hành động thứ nhất là đáng hoan nghênh, cái thứ hai là cũng là dũng cảm của phường Tân Mai để nêu cao những cái tấm gương về phòng chống dịch trong cái đợt mà dịch COVID-19 nó đang bùng phát như thế này. Còn theo các luật sư, ngoài việc xử phạt hành chính đối với ông Lợi, cơ quan chức năng của quận Hoàng Mai cũng cần phải xem xét trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý đúng người, đúng tội. Thủ tướng Chính phủ đã có cái nghị định 157 quy định về trách nhiệm người đứng đầu. Thứ hai nữa rằng là trong cái điều lệ của Đảng rồi các cái quy định của Đảng thì cũng đã quy định rất rõ là cái trách nhiệm nêu gương người đứng đầu. Thì theo tôi trong trường hợp này ngoài cái việc xử phạt vi phạm hành chính thì còn cần phải áp dụng thêm các cái hình thức kỷ luật của Đảng. Đấy. Thậm chí là cắt chức. Bởi vì rõ ràng là người đứng đầu mà không noi gương thì nó sẽ ảnh hưởng rất xấu đến cái tình hình trong giữa dịch bệnh chung của không những trên địa bàn phường mà còn trên địa bàn toàn thành phố, thậm chí là trên phạm vi cả nước. Đại diện Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai cho biết, quận đã nhận được báo cáo về vụ việc và xác định quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai là đúng thẩm quyền. Cá nhân ông Nguyễn Bách Lợi đã chấp hành nộp phạt.